Tiểu sử Chí Anh, Kiện tướng Dan Sport và ba người phụ nữ tài sắc trong đời. Chí Anh đào hoa chẳng kém gì những ngôi sao thuộc giới showbiz khi ba người phụ nữ bên cạnh anh đều tài sắc. Chí Anh sinh năm 1978, là một trong những vũ công nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp. Những tưởng họ sẽ có một kết thúc thật đẹp, nhưng rồi họ lại đường ai nấy đi. Dù không còn bên nhau, nhưng Khánh Thi, Chí Anh vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt và trân trọng nhau. Chưa bao giờ tôi thất vọng về Chí Anh cả, bởi vì anh Chí Anh sống vô tư lắm. Từ lúc chơi với Chí Anh đến nay, anh ấy chưa từng thay đổi điều đó. Nhưng nhiều khi cái sự nóng tính của anh ấy đã làm phiền anh trong công việc. Hy vọng anh ấy sẽ bớt nóng tính. Còn tất cả mọi việc thì anh Chí Anh là một người cực kỳ thông minh mà tôi phải học hỏi. Khánh Thi chia sẻ. Còn Chí Anh vẫn luôn dõi theo bước đường sự nghiệp của bạn gái cũ. Không những thế, anh còn hợp với chồng của Khánh Thi. Chia tay mối tình 10 năm, sau một thời gian, Chí Anh kết đôi cùng với học trò Nhã Khanh, kém anh 17 tuổi. Với Chí Anh, dù Nhã Khanh nhỏ tuổi nhưng anh thấy khâm phục bạn gái bởi sự chăm chỉ và nghiêm túc khi nhảy trên sân khấu. Anh vừa là người yêu, người thầy, định hướng và luyện tập cùng cô khi tham gia các cuộc thi đấu khiêu vũ quốc tế. Chí Anh xác định mối quan hệ rất nghiêm túc với Nhã Khanh. Gia đình hai bên đã gặp nhau, nhưng vì Nhã Khanh lúc đó còn nhỏ nên Chí Anh đành chờ. Tuy nhiên sau một thời gian dài gắn bó, Nhã Khanh và Chí Anh cũng đừng ai nấy đi trong im lặng. Mới đây thông tin về người phụ nữ thứ ba bên đời Chí Anh và họ sắp làm đám cưới khiến nhiều người bất ngờ. Thông tin về cô dâu mới khá ít, hình ảnh họ bên nhau cũng càng ít. Chỉ biết rằng Khánh Linh sinh năm 1998, vừa tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Việt Đức và có niềm say mê đặc biệt với bộ môn múa. Chuyện nhà Chí Anh, chồng già chiều vợ, hoa khôi kém 20 tuổi. Năm 2016, bất ngờ nam kiện tướng Dan Sport cưới học trò kém 20 tuổi. Hôn lễ ấy gây ngỡ ngàng cho công chúng bởi những điều thú vị đến từ cô dâu và chú rể. Trước khi kết hôn với học trò Vũ Khánh Linh, Chí Anh có thời gian hẹn hò với nữ kiện tướng Dan Sport Khánh Thi. Chuyện ấy trở thành quá khứ và giờ đây ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, sau gần 2 năm ngày cưới, Chí Anh đã có 2 con và cuộc sống của cặp chồng già vợ trẻ hạnh phúc êm ấm như nhiều gia đình khác. Thực tế không phải dễ dàng mà Chí Anh có được trái tim của một cô gái mới lớn. Anh chia sẻ, bản thân bị Vũ Khánh Linh chặn mọi tài khoản cá nhân của tôi, từ Facebook, Instagram, Viber cho đến Zalo, chặn luôn cả số điện thoại khi tôi mới bắt đầu làm quen tiếp cận với cô ấy. Nhưng vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nên Chí Anh mặc dày 6 tháng mới làm quen được người mà anh mong đợi bấy lâu. Công đoạn làm quen khó khăn nhưng với cách nói chuyện thông minh hài hước cùng tài năng, cuối cùng Chí Anh đã thu phục được trái tim người đẹp. Ít ai ngờ, một chú già vẫn cưa đổ hoa khôi của trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Cô gái mới lớn đã bị Chí Anh cướp mất bằng một đám cưới hoành tráng được tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Trong đám cưới ấy, chú rể chi đậm tiền và dành cho cô dâu một màn nhảy thật đẹp mắt. 2 năm sau đó, cuộc sống của chồng già và hoa khôi kém 20 tuổi trở thành chủ đề gây tò mò cho công chúng. Nói về điều này, Chí Anh vui vẻ. Mọi thứ vẫn tốt, vẫn bình thường và vợ chồng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chưa thấy có gì bất thường cả. Là con một, Chí Anh được mẹ cưng chiều vô cùng, nhưng khi có vợ cũng là điểm khiến cho anh phải suy nghĩ. Phải làm sao để hài hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là trăn trở của Chí Anh, đặc biệt là nàng dâu này lúc ấy mới chỉ có 18 tuổi. Chia sẻ về điều khó xử, Chí Anh thật thà. Lúc mới cưới cũng xảy ra chuyện. Như bạn biết đấy, mẹ chỉ có một mình tôi nên trong mắt bà tôi là tất cả. Chính vì thế xảy ra xung khắc mẹ chồng nàng dâu là bình thường. Đặc biệt trong thời gian vợ tôi mới sinh, cô ấy bị trầm cảm, cũng xảy ra nhiều chuyện. Về sau đọc báo tôi mới biết. Là người đứng giữa để giải quyết tốt và làm mọi việc thuận hòa, Chí Anh dùng cách không bên ai cả mà phải lựa lời nói chuyện với từng người. Và cách này đã khiến mọi việc trở nên êm ấm hơn. Còn chuyện riêng tư của hai vợ chồng, Chí Anh tự tin với cuộc sống chồng già vợ trẻ. Chẳng có gì chênh lệch cả, hai vợ chồng tôi vẫn sống với nhau vui vẻ. Nếu có sự chênh lệch thì chắc phải đến mấy chục năm nữa may ra mới nhìn thấy được. Nói thì nói như vậy, nhưng thực tế Chí Anh cũng là người biết chiều vợ.
Theo lời anh kể, khi còn độc thân thì ra ngoài anh đi chơi thoải mái. Nhưng đến lúc cưới vợ, cứ ra khỏi cửa anh đều phải xin phép nói rõ lý do. Nhiều người trêu anh sợ vợ, chứ anh cười: tôi nể vợ giống bố tôi nể mẹ tôi thôi. Chưa hết, trong cuộc sống hàng ngày khi thấy vợ mệt mỏi hoặc stress, chứ anh đều biết cách dỗ vợ yêu. Những lúc ấy tôi thường mua trà sữa cho vợ, cùng uống với vợ như hai người bạn. Thỉnh thoảng tôi cũng gửi con cho mẹ rồi dẫn vợ đi chơi đây đó cho cô ấy bớt buồn. Đó chính là chiêu của chị anh. Lấy chồng xong rồi sinh con luôn, vợ trẻ phải ở nhà, đó cũng là thiệt thòi của vợ chị anh. Tuy nhiên quan điểm của chị anh lại khác, anh cho biết: từ lúc cưới vợ tôi luôn mong cô ấy thuộc về gia đình nhiều hơn. Điều đó không phải là bắt cô ấy chuyên vào bếp núc nấu nướng, bởi tôi quan niệm nếu bận quá thì ra ngoài ăn cũng được. Tôi chỉ thấy một người đi ra ngoài bươn chải là đủ, còn một người là hậu phương đứng sau hỗ trợ thôi là ổn rồi. Dù vợ ở nhà, nhưng đúng như chị anh chia sẻ, anh không bắt cô làm việc nhà mà cho cô cuộc sống tốt. Anh chia sẻ: gia đình tôi có người giúp việc nên vợ tôi cũng sướng, không phải nấu nướng gì, không phải làm việc nhà gì, chỉ tập trung vào đẻ thôi. Dù còn trẻ nhưng vợ tôi chăm con rất là tốt. Nhờ có sự chiều chuộng, yêu thương của chồng nên Hoa Khôi trường Trung học Phổ thông Việt Đức ngày càng xinh đẹp viên mãn.